Kênh YouTube Đồ Da Bettino Handmade Leather mến chào các bạn. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất thành công của Bettino, sổ còng mini size B7. Thì sổ còng thường có 3 size chính là size A5, size B6 và size B7. Chúng ta nói một quyển sổ còng size B7 tức là lỗi sổ hay còn gọi là refill, ruột sổ, có kích thước là 9.5 x 14cm. Sổ còng B7 nhà Bettino không có đường may viền, khóa cài 500 tinh tế. Thì thiết kế này tạo nên một quyển sổ đẹp như một món phụ kiện thời trang. Khi mở sổ ra, sổ còng nhà Bettino luôn mở phẳng 180 độ, không cần đè tay khi viết. Bìa trong bên trái có 3 ngăn để thẻ và danh thiếp, rất tiện dụng cho giới văn phòng. Cũng như những quyển sổ còng khác, Bettino luôn trang bị một thước kẻ bằng giấy, giúp chúng ta đo kẻ đường thẳng và làm bút mạc đánh dấu trang. Những trang đầu sẽ in lịch năm, tiếp theo là các trang kế hoạch công tác. Chúng ta sẽ ghi đi đâu, ở đâu, làm gì, chi phí bao nhiêu tiền. Sell Travel Plan là kế hoạch tháng, với đủ 12 tháng trong năm và những trang kẻ hàng. Cuối sổ là những trang in contact, giúp chúng ta ghi lại những số điện thoại, thông tin liên hệ quan trọng. Với sổ còng, chúng ta có thể dịch chuyển vị trí các trang và vì vậy cũng có thể thay ruột mỗi khi dùng hết. Dùng sổ còng vừa tiện dụng vừa tiết kiệm.